Chào buổi chiều tất cả mọi người, mình sẽ bắt đầu thông tin chiều ngày hôm nay, ngày 17 tháng 8. Thì Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ thông tin vận chuyển 46 thi thể về Bến Tre để hỏa táng. Thì ngày hôm nay, 17 tháng 8, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã nắm được thông tin một số phương tiện truyền thông đã đăng tải về việc phát hiện xe tải vận chuyển 46 thi thể từ Thành phố Hồ Chí Minh về Bến Tre để hỏa táng. Theo đó, Bộ Tư lệnh Thành phố sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ thông tin vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định những hành vi vi phạm về phòng chống dịch Covid-19. Thì trước đó, truyền thông đăng tải thông tin về nội dung từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 16 tháng 8, Lê Phúc H, 28 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã dùng xe vận chuyển 46 thi thể, trong đó 41 người chết do mắc Covid-19 từ Thành phố Hồ Chí Minh về Bến Tre để hỏa táng tại cơ sở Phúc Lạc Viên, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ. Thì theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố vẫn đang diễn biến phức tạp và có thể kéo dài. Số ca nhiễm đang đi ngang và có xu hướng giảm, số ca tử vong vẫn tiếp tục xảy ra. Và thông tin tiếp theo là xe container có mã QR code luồng xanh chở 6 người trái phép. Thì lực lượng cảnh sát giao thông công an Tiền Giang đã phát hiện một xe container biển số 34C09554 có mã QR code luồng xanh chở 6 người trái phép. Thì sáng ngày hôm nay, cảnh sát giao thông Tiền Giang cùng lực lượng chức năng đã tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ngã ba quốc lộ 1, quốc lộ 50 thuộc phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, bắt giữ xe container 34C09554 có mã QR luồng xanh chở 6 người trái phép. Lực lượng quét mã QR nhận diện phương tiện ưu tiên nhưng lộ trình đăng ký di chuyển không đúng. Thì làm việc với công an, lái xe container là Nguyễn Trọng Tâm, 43 tuổi, ngụ xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, thì khai nhận điều khiển container chở những người trên từ tỉnh Bến Tre qua Tiền Giang để thu mua dừa. Thì lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản lái xe Tâm về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch và hành vi chở người trên xe trái phép, buộc 6 người trên container trở về vị trí ban đầu. Thì cập nhật tình hình vaccine tại Bến Tre hiện tại là đang đúng tiến độ tiêm chủng an toàn. Thì ngày hôm nay, ngày 17 tháng 8, Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Oanh chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 tại tỉnh. Thì từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 15 tháng 8, tỉnh thực hiện tiêm cho 149.047 mũi vaccine phòng Covid-19. Trong đó là có 627 trường hợp phản ứng thông thường, chiếm 0,04%. Có 10 trường hợp tai biến nặng sau khi tiêm, gồm là 3 ca phản vệ độ 3, 7 trường hợp phản vệ độ 2. Tất cả đều hồi phục, sức khỏe đều ổn định. Thông tin cuối cùng cho bản tin chiều ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre. Thì theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh, tính đến 6 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 17 tháng 8, Bến Tre có thêm 26 ca mắc mới, nâng tổng số ca trên toàn tỉnh là 1.389 ca. Thì các ca mắc mới lần lượt bao gồm là Thạnh Phú là 11 ca tại xã An Thuận và ổ dịch tại công ty huyện Mỏ Cày Bắc là 4 ca, có địa chỉ cư trú lần lượt là tại Hòa Lộc, Mỏ Cày Bắc, Bình Khánh, thị trấn Mỏ Cày, Mỏ Cày Nam. Ổ dịch tại công ty khu công nghiệp An Hiệp là 4 ca, có địa chỉ cư trú tại Phú Túc, Sơn Hòa, An Hiệp Châu Thành và Tân Hội, Mỏ Cày Nam. Châu Thành là 3 ca, tại xã An Phước là 2 ca, Tường Đa là 1 ca. Mỏ Cày Nam là 3 ca, tại xã Cẩm Sơn, Đa Phước Hội và thị trấn Mỏ Cày. Dòng Trơn là 1 ca tại Lương Quế. Thì trong số các ca mắc mới có 22 ca được ghi nhận trong khu cách ly và phong tỏa, 4 ca tại công ty huyện Mỏ Cày Bắc được ghi nhận dương tính qua test sàng lọc. Trong ngày có 55 ca xuất viện, tính đến nay Bến Tre có 772 ca xuất viện, vẫn là 30 ca tử vong. Thì cách ly 433 trường hợp, gồm là 14 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, 122 cách ly tập trung, trong số còn lại là cách ly tại nhà nơi cư trú, 520 trường hợp kết thúc cách ly. Thì xét nghiệm nhanh sàng lọc 2.670 mẫu, có 10 mẫu dương tính, và xét nghiệm PCR là 355 mẫu. Thì mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng cho mình xin những nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.